Anh chàng này vô cùng ngu ngốc, kết hôn 9 năm mà người vợ vẫn không chịu ngủ chung giường với anh. Nhưng vừa ly hôn nào là tặng túi xách, thấy ngôi nhà mà vợ cũ đang ở quá cũ nát nên anh định tặng cô cả một căn nhà. Anh lo cô phải làm việc vất vả liền mua luôn đài truyền hình nơi cô làm việc. Thực ra người vợ cũ không muốn ngủ chung giường với chồng, còn anh chồng thì vẫn ngóng trông từng ngày cô quay trở về. Chỉ cần khiến Sâu A quay trở lại gia đình giàu có này, anh sẽ không do dự làm hết tất cả mọi việc. Cái gì là tập đoàn công ty, cái gì là lợi ích, cái gì cũng không thể nào so sánh với sự quan trọng của Sâu A. Không những như thế, anh còn mạnh mẽ cảnh báo người mẹ. Anh cũng có thể rời đi nên đừng bao giờ đuổi Sâu A đi lần nữa. Nhưng một chàng trai nhà giàu mặt mày sáng láng như vậy lại vô cùng si tình. Anh sẵn sàng không thèm mồi chiếc xe đắt tiền mà lén lút ngồi vào xe taxi. Anh có thể không cần lộ mặt nhưng mỗi ngày đều muốn nhìn gương mặt người con gái mình yêu thương. Cứ như vậy anh lặng lẽ ngắm nhìn người vợ cũ đã yêu 10 năm. Nhưng gương mặt xinh đẹp này cũng khiến cho anh đau lòng. Nhìn thấy Sâu A cầm hai cốc cà phê, anh bỗng chốc không vui vẻ nữa. Anh đi theo cô đến công viên, nhìn hai người họ thân thiết như vậy khiến cho anh có chút đen. Từ đầu đến cuối anh không có cách nào chấp nhận được sự là đã ly hôn với Sâu A. Hai người họ như cặp tình nhân vừa nói vừa cười, anh thật sự không thể nhịn được nữa. Vợ à, lẽ nào anh bám theo tôi sao? Jin U chằm chằm nhìn người tình địch phía trước. Kể cả là đã ly hôn thì đây cũng là vợ của tôi. Bất kể là ai cũng không được tiếp cận cô ấy. Sâu A mà anh biết đâu mất rồi. Vậy thì đi tìm He Giang mà anh thân thuộc ấy. Lẽ nào anh không biết nên giải thích chuyện đó trước sao? Cùng lúc đó He Giang sau một năm bên cạnh anh nay đã thành công bước vào gia đình giàu có này rồi. Bà mẹ chồng nhìn cô ta hiểu chuyện như vậy liền thốt lên rằng thật là khác nhau mà. Bà ta có ý định sẽ để He Giang thay thế vị trí của Sâu A, nhưng trái tim của Jin U từ đầu đến cuối chỉ có một mình Sâu A. Mặc dù bản thân anh là người làm sai trước nhưng anh cũng tuyệt đối không thể nhịn được khi thấy cảnh tượng tình cảm này của Sâu A. He Giang cũng dường như đã tự coi mình là chủ nhân của ngôi nhà này, có thể tự do đi lại trong phòng riêng của Jin U. Anh không thể nào quay đầu nhìn lại người đang ở bên cạnh anh là em sao? Người luôn ở bên cạnh anh là em, không cần biết là bây giờ hay là một năm trước. Xin lỗi, lỗi lầm một năm trước là do quá mệt mỏi và bây giờ đã tỉnh táo rồi nên đương nhiên phải từ chối phạm phải sai lầm như vậy. Nhưng He Giang làm sao có thể can tâm chứ? Điều trùng hợp là Jin U lúc này mới biết tình địch của anh chính là anh trai của He Giang. Mối tình tay bốn ngại ngùng này cũng càng thêm thú vị. Anh không thể nhịn được liền hỏi He Giang về tình hình của anh trai cô. 34 tuổi rồi mà vẫn có thể đẹp trai như vậy. Anh cũng biết rằng Sâu A và anh ta cũng mới quen biết nhau sau vụ tai nạn một năm trước. Những cơn ghen tuông không có lời giải cứu như thế xuất hiện, anh đem theo sự khiêu khích đến nhà hàng của tình địch. Lần này đến chính là để tuyên bố chủ quyền của mình. Kim Sâu A là vợ của tôi. Bây giờ cũng thế. Mặc dù đã ly hôn nhưng anh không có cách nào chấp nhận điều đó. Phòng ngủ vẫn là hai chiếc giường đơn. Anh mỗi ngày đều mở chương trình mà Sâu A dẫn trong vô thức. Chỉ cần cứ thế lắng nghe giọng nói của cô thôi cũng rất hạnh phúc rồi. Nếu như còn chần chừ không hành động thì sẽ không còn cơ hội nào để quay về nữa. Bây giờ là 4 giờ sáng nhưng trước cửa đài truyền hình đột nhiên xuất hiện hai chiếc xe ô tô. Một chiếc là của người đàn ông hy sinh âm thầm vì yêu. Và chiếc còn lại là của người chồng cũ thiếu gia nhà giàu của Sâu A. Anh thật sự không có cách nào chịu nổi việc bên cạnh em có người đàn ông khác. Anh không thể nào chấp nhận được chuyện này, cho anh cơ hội, anh muốn chúng ta quay lại như ngày xưa. Hãy tin anh, cho anh thêm một cơ hội. Sâu A. Sâu A sẽ phải lựa chọn như thế nào đây? Nên quay về thế giới giàu có mà cô từng mơ ước hay lựa chọn những ngày tháng yên bình? Kết hôn đã được 9 năm nhưng anh ta chưa từng được hôn vợ mình, lại càng không cần phải nói đến việc ngủ chung giường. Nhưng vừa tỉnh dậy khỏi cơn mê, người vợ đã không còn bên cạnh anh nữa rồi. Cô ấy còn bất ngờ trở thành bạn của người khác. Vậy nên chúng ta đã đề xuất một yêu cầu vô cùng kỳ quái. Anh ta muốn cùng người vợ cũ hôn nhau một cách mãnh liệt. Nếu không thể hôn được thì lén ôm cô từ sau lưng cũng được rồi. Kết hôn đã 9 năm nhưng chưa bao giờ thân mật với nhau. Sau khi ly hôn lại gặp toàn phải những chuyện thế này, anh ta có thể đến đài truyền hình nơi vợ cũ làm việc vào lúc 4 giờ sáng. Anh ta cố tình xuất hiện trước mặt tình địch, có thể cho anh cơ hội để quay về bên em không? Anh hôn mê một năm em đã biến mất, thật sự là khó mà bình tâm trở lại. Mà trước khi rời đi anh còn không quên dùng ánh mắt khiêu khích với tình địch. Rõ ràng là thiếu gia nhà giàu nhưng lại phải theo đuổi vợ của một cách nhục nhã thế này. Anh cầu xin cô lên xe xong lại chẳng biết nói gì. Mặc dù đã ly hôn nhưng anh vẫn yêu cầu cô không được có bạn là người khác giới. Anh ta đã quên mất lý do vì sao hai người họ lại ly hôn. Anh rất sợ Sâu A sẽ bị người khác cướp đi mất. Nhìn thấy tình địch gọi điện thoại cho Sâu A, anh ta nói dối rằng hai người đã đi đến khách sạn. Nếu như chỉ cần mặt dày là có thể quay lại với Sâu A thì anh không cần giữ bất cứ hình tượng nào nữa. Lưng của anh hình như lưng của anh bị thương rồi. Lưng của anh đau quá. Dìu anh dậy với. Nhanh lên. Đến ngay cả việc nắm tay cứ chỉ nhỏ như thế này thôi anh cũng phải tốn rất nhiều công sức. Cứ như vậy là tốt rồi, như vậy thì có thể bắt đầu lại rồi. Đang định đưa Sâu A về nhà thì gặp phải mẹ ruột của Sâu A. Người mẹ ruột cực kỳ phản đối con gái quay lại với người chồng xấu xa này. Mẹ à mẹ à, nhưng chiếc điện thoại cô để quên thì phải làm sao đây? Nên để dưới cửa nhà hay là cho vào hòm đựng thư đây? Nghĩ đi nghĩ lại vẫn sợ bị rơi vỡ mất, nên hay là anh cứ mặt dày đến gặp gia đình nhà vợ đã 10 năm chưa bao giờ biết mặt anh đi. Vừa bước vào nhà anh không nói lời nào liền hành lễ trước. Điều này khiến cho người bố cảm nhận được sự thành khẩn. Anh nhìn thấy căn phòng của Sâu A, thật sự vô cùng đau lòng. Anh không thể để cho người phụ nữ mà anh yêu thương phải sống nghèo khó như vậy. Anh xin lỗi cô, còn nói sau này nhất định sẽ bù đắp những sự thiếu sót của mấy năm nay. Anh ta bị ngã hay là lạnh chết thì việc gì mình phải quan tâm chứ? Hóa ra là chị vẫn để tâm đến anh ấy à? Thì đấy, chị cũng sắp điên lên mất.
xem ra cô vẫn chưa thể nào quên đi được cuộc hôn nhân 9 năm đó. Còn Jin-woo vì Seo-a nên từ chối tất cả những người khác, trong đó bao gồm cả He-jang người tận tâm chăm sóc anh một năm nay. Nhưng anh còn chưa nói gì thì cô ta đã bắt đầu khóc rồi, dáng vẻ tội nghiệp thực sự khiến anh đau lòng. Trong tâm trí tôi lúc này đều toàn là bóng hình của Seo-a, tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi cô, tôi nhất định phải đưa vợ cũ tôi quay về bên tôi. Tôi có thể quay về vị trí của tôi nhưng người đó đã không còn là vợ của anh nữa rồi. He-jang cũng biết rằng anh trai cô muốn theo đuổi Seo-a, nhưng tại sao những người mà cô yêu thương lại cứ suốt ngày vây quanh cô ta chứ? Nếu như cô không yêu anh ấy vậy thì đừng để những chuyện như vậy xảy ra chứ. Đi chứ, đừng khiến cho họ đau khổ. Bất kể là anh trai tôi hay là Jin-woo tôi cầu xin cô đấy. Đợi chút, tôi lựa chọn ai thì mới khiến cho cô càng thêm đau khổ đây. Cô nói gì chứ? Bởi vì cả hai người đàn ông tốt đều đang thích tôi nên cô mới chạy đến đây. Cũng nên khiến cho cô nếm trải cảm giác đó nhỉ? Được rồi, tập 5 đến đây thôi. Các bạn nếu thích video này thì hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ tập 6 nhé. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.